là TNT. Mình là cảnh báo trước rồi, là khi mà đã tháng đây quýt rồi thì chẳng còn có gì đép ít bầu cả. Và bây giờ ra Xiake và TNT. Bờ World Việt Nam đánh tiếp là phải đợi khi mà tầm độ khoảng tuần nữa. Xiake, TNT là Hàn Quốc, còn Xiake là bọn Hồng Kông mà, Trung Quốc mà. Tiếp theo là Excursioner. Wow, Excursioner với Tornado. À biết lại thằng mấy kiến này. Phải kéo con. Vâng. Cardocap ăn không vào không. Còn đang nằm số rồi, vẫn có một hit đến từ Xbow. Không có rồi. Phải nói là từ khi mà con ngựa được búp thì bây giờ dùng cái con này, dùng cái con kiến này, ba con xương này á, thủ rất tốt, được ưa chuộng nhiều hơn. Ngày xưa mình thấy nó lại nó kiểu gì nhỉ, phế. Hãy rất cẩn thận khi họ dùng vâng, lại là hot. Thủ rất là tốt đấy từ Xiake. Vâng, mày kinh nghiệm với tao, kinh nghiệm không kém. Kích hoạt acting rồi. Như thế này thì TNT sẽ ăn game này thôi. Con này làm số không? Đã bị chặn bởi nó rồi. Ronaldo. Vâng, con hóc phải nhảy quay lại. Một điều rất là buồn cười. Bây giờ hạ con Excursioner thì họ dùng con gì để thủ đây? Hạ đi. Rồi bây giờ tất tay. Thật ra là hóc thông minh đấy, tại vì nó nhìn rất là nhanh. Bây giờ mình nghĩ là cứ quay dần thế này à? Gối lời máy xin nổ vẫn được 660 máu. Với Cardocap cộng với Tornado thế này là làm sao có thể con hóc không vào chung được. Tiếp theo lại là Xiake rồi, vẫn có một hit thôi, vẫn có một hai hit đến từ con TMT. Và cứ quay dừng như thế này thì TNT đã sắp mặt thôi. Cần gì méo? Hóc Tornado. Họ cũng quay dừng. Và đó là dép giáp không nên câu dép giáp, mình nghĩ cứ poison thôi. Ronaldo vẫn chưa kịp rồi. Poison block thì bên kia nhanh hơn đấy. Poison block thì bên kia sẽ nhanh hơn. Poison block thì bên kia sẽ nhanh hơn. Tornado kéo sang bên kia rồi. Còn Cardocap cộng còn Tornado chưa? Poison rồi, bảy đi. Còn Cardocap nằm bắn bên kia rồi. Rồi, vẫn có một. Vâng, thả con Cardocap thì tự do thì bên kia rồi vẫn. Vâng, một lần thôi. Một mình con Cardocap bên kia là 900 máu. Hãy liệu chừng với lại con tên Cardocap của Xiake. Cardocap nằm số không? Nằm số rồi, em phải nằm số rồi ngay sân về sân nhà rồi. Bây giờ là poison. Mình nghĩ là cần phải 4 cái poison nữa. Con hot không mà chủ là đông đập được. Poison rồi, một cái lót nữa thôi. Như thế này thì TNT sẽ ăn. TNT sẽ ăn một cái lót. Ở hai cái lót nữa, Tornado rồi, ui, nhét nhát. Poison, con Cardocap bị nằm xuống rồi, như thế này thì TNT sẽ ăn rồi. Ăn rồi. TNT không ăn được rồi. Hay quá. Nhớ subscribe để nó miễn phí.